mình tên là Minh Phương, học sinh lớp 6A4, trường Trung học cơ sở Chu Văn An, huyện Chư Bờ Rông, tỉnh Gia Lai. Mình rất vui khi được tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách khát vọng và cống hiến do Thư viện tỉnh Gia Lai tổ chức. Đến với cuộc thi năm nay, mình xin chia sẻ cho bạn đọc một video rất hay, cùng theo chân mình khám phá nhé. Trước là xong cuốn này thì đã là xong cuốn đấy rồi, hay là mình đi đợi sách khác đi. Mình lấy bộ sách này đi. Bộ sách này cũng hay á. Cái cặp này thôi kìa, xem trong phương xa tiếp trong cổ rũ. Mình ra xem đi. Hello Thư, sao trong cổ rũ vậy? Tao đang buồn thế này, các cậu nhìn đi. Bạn phải ta. Đấy, điểm kiểm tra của tao cũng như vậy mà ngay thi rồi. Chị sợ không thi đạt đó hả? Cậu là chúng tim đen của tao rồi á. Mà này, các cậu đến đây tìm sách hả? Cậu thấy ngày nào các cậu đến đây chắc là biết nhiều sách lắm không? Vậy thì giới thiệu cho tao một cuốn sách mà học được không? Tao muốn cải thiện được môn ngữ văn á. Được chứ. Thôi, bọn tao có bộ sách này hay lắm này, muốn xem được không? Ủa, bộ gì mà nhiều sách vậy cậu? Đây là bộ sách nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Bây giờ bọn tao sẽ giới thiệu cho cậu nhé. Cậu biết không, sách hay cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn. Chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều. Quả đúng là như vậy, đọc sách có thể nuôi dưỡng tình cảm, mở mang trí tuệ, làm cho con người trở nên khỏe mạnh hơn. Trên đường đời của chúng ta, cần những cuốn sách hay để dẫn lối. Thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục, dạy cho ta những đức tính tốt thì nó có một tương lai tốt đẹp. Bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan được viết bởi tác giả Trương Cần do nhà xuất bản Dân Trí in ấn và phát hành năm 2021, chính là ví dụ điển hình về công dụng của việc đọc sách. Bộ sách lần lượt là: thực ra tôi rất giỏi, cha mẹ không phải người đầy tớ của tôi, là một người bao dung, là một người biết ơn, là một người trung thực, dũng cảm đối mặt với khó khăn, việc học không hề đáng sợ, tôi đã chế ngự đại vương, việc của mình tự mình làm, thói quen tốt theo tôi trọn đời. Những cuốn sách này đã giúp chúng mình có cách nhìn thiết thực hơn về cuộc sống, làm thay đổi tính cách, kết quả học tập cũng như những thành công trong bước đường đi tới tương lai. Chúng ta là hy vọng của mỗi gia đình, là tương lai của tổ quốc. Khi ta hình thành được thói quen tốt, nhận thức được rằng việc của mình phải tự mình hoàn thành. Khi ta có tính cách tốt, ta sẽ tự quản lý được bản thân. Khi ta dũng cảm đối mặt với khó khăn, nội tâm ta sẽ đủ mạnh mẽ. Khi ta tràn đầy tự tin, dám nói lớn rằng mình thực sự rất giỏi. Khi ta biết được đọc sách là tốt cho bản thân, cố gắng làm học sinh giỏi trong lớp, lúc đó ta sẽ gặp được phiên bản xuất sắc của chính bản thân mình. Tiêu biểu trong bộ sách này là cuốn sách về học không hề đáng sợ. Bố cục của cuốn sách gồm 20 bài học sâu sắc, sau mỗi câu chuyện là bài học trưởng thành của đứa trẻ ngoan để lại. Ngoài ra, trong những câu chuyện, tác giả thường linh hoạt với những câu danh ngôn bổ ích, xem vào là những châm ngôn sống, gợi ý trưởng thành, những lý lẽ có trong câu chuyện liên quan mật thiết đến đời sống của chúng ta. Hơn nữa, cuốn sách còn áp dụng đời sống thường ngày của những nhà thư pháp, thầy y nổi tiếng hay những nhà khoa học vĩ đại để dạy dỗ thêm vào người đọc. Cuốn sách Vì học không hề đáng sợ dạy chúng ta cách học sao cho đúng, loại bỏ nỗi ám ảnh về việc học tập. Nó mang lại sự tự tin, dũng cảm và ý chí kiên cường để vượt qua áp lực học hành. Những câu chuyện ngắn thú vị, sinh động, dễ đọc, dễ hiểu trong đời sống, mang đến cách nhìn và tư duy đa dạng về học tập, từ đó bồi dưỡng nên đức tính tốt, tiếp thu năng lượng tích cực. Ngôn từ trong sách ấm áp, gần gũi, hình ảnh tươi sáng, phù hợp với lứa tuổi học sinh, có phần vun đắp trí tuệ, cảm xúc cho ta, biến những lý lẽ thành niềm tin, tự thân mình vươn lên để trở thành người học sinh giỏi, khiến mọi người phải ngưỡng mộ và có sự tự tin dám nói rằng thì họ không hề đáng sợ. Một trong số câu chuyện ngắn có thể gây ấn tượng và thú vị cho bạn đọc là câu chuyện Mình không còn biết làm văn nữa. Câu chuyện kể về Hoa, một cô bé học lớp 4. Trong mắt mọi người, Hoa là một học sinh vừa ngoan ngoãn vừa học giỏi. Nhưng chỉ có cô mới biết được mà môn cô cực kỳ ghét chính là môn văn. Lần nào bài tập làm văn cô giáo giao về nhà cũng là do mẹ của cô làm chứ không phải chính tay cô tự làm. Bởi thế nên trong tiết văn một lần, cô giáo yêu cầu học sinh làm bài ngay tại lớp. Lúc đó cô bối rối lắm, không biết được chữ nào trong khi các bạn đang chăm chỉ viết bài. Thì chỉ có mình cô là cứ nhìn trái rồi nhìn phải. Đến lúc hết giờ chỉ có mỗi mình Hoa là cứ cầm bài trong tay chịu nộp bài. Lúc sau cô dám nói thật với cô giáo. Khi sợ cô giáo và các bạn chê cười thì cô giáo lại nói với Hoa rằng không thể chỉ vì ghét
một lần. Hoa đã nằm trong đội ngũ người viết văn không ngừng nghỉ của lớp. Khi trả bài, người giành được điểm số cao nhất chính là Hoa. Thực ra viết văn không hề khó, chỉ cần các bạn dũng cảm đối diện với nó thì hoàn toàn có thể chiến thắng được. Càng trốn tránh một việc gì đó thì ta lại không muốn tiếp tục với nó. Đôi khi thay đổi cách nhìn một chút, có lẽ ta sẽ phát hiện ra cả một thế giới mới. Giống như cậu vậy Thu ạ, mặc dù cậu rất sợ các môn văn, nhưng mà theo suy nghĩ của tớ, vào kỳ thi ngày mai cậu sẽ có thể nỗ lực và cố gắng đạt được điểm cao hơn. Trời ơi, các cậu cũng là những người bạn tuyệt vời của tớ luôn nhé. Nhờ có các cậu mà tớ không còn hẳn với môn văn nữa. Tớ tin chắc rằng vào bài kiểm tra ngày mai tớ sẽ đạt điểm cao. Cảm ơn các cậu nhiều nhé. Chúng tớ mong rằng cuốn sách này cũng như bộ sách sẽ làm người bạn tốt, giúp chúng ta không ngừng tự nâng cao năng lực, từng bước tiến tới thành công cuộc đời của mình. Tớ thấy bộ sách này cũng hay đấy, hay là chúng ta ra ngoài cái đá đọc nhé. Vừa giới thiệu có hay không? Mình cảm thấy bộ sách này rất là hay đấy. Vậy thì các bạn hãy đến thư viện của trường mình nhé. Bye bye.